Rồi, xin chào các bác nha. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác một con xe Volkswagen Polo. Đây là một con hatchback hạng B ha. Volkswagen là thương hiệu của Đức, nhưng mà con xe này sẽ được nhập khẩu từ Ấn Độ với mức giá đi bây giờ đang có niêm yết là 695 triệu. Các bác sẽ được khuyến mãi là giảm 10 triệu đồng kèm theo một số quà tặng phụ kiện khác. Nếu các bác quan tâm thì cứ alo theo cái số trên tiêu đề nhé, hoặc là kết bạn Zalo theo cái số đấy. Tôi sẽ tư vấn cho các bác. Đây là con xe mới 100% với số VIN là 2020. Có khoảng 5-6 màu gì đấy để cho các bác quan tâm và có xe cho các bác lái thử. Nếu bác quan tâm và có nhu cầu lấy thử thì cứ alo nhé. Bên Volkswagen Sài Gòn sẽ hỗ trợ cho các bác lái thử tận nhà. Bây giờ tôi sẽ đi tổng quan về con xe này, về ngoại thất, nội thất, những cái tính năng an toàn cho các bác xem. Với mức giá 695 triệu thì các bác có rất nhiều lựa chọn. Tuy nhiên đây cũng là một cái sản phẩm nó có cái chất riêng. Nếu các bác thích một cái con xe mà gọi là xe Đức, nó có cảm giác lái tốt, nó có độ trễ ga thấp đấy, thì các bác có thể quan tâm đến con xe này. 695 triệu. Cái màu này gọi là cái màu gì tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà thấy nó hơi có ánh lên cái màu nâu. Đấy, nó có thể giống như nó hơi đổi màu, nếu mà ánh sáng càng nhiều là gần như cái màu này nó có thay đổi một chút xíu. Đây là một con hatchback, chiều dài nó là gần 4m nha, 3m9 m đấy. 5 chỗ ngồi. Sử dụng động cơ là 1.6 lít, hút khí tự nhiên thôi, công suất là tầm khoảng 105 mã lực. Cũng đủ xài trên con xe này. Dẫn động cơ trước nhé. Đèn đóm thì halogen cả thôi, nhưng mà đèn này thì các bác có thể cân chỉnh được cái góc chiếu, cân chỉnh bằng tay nhé, bằng cái nút bên trong á. Còn đèn sương mù thì có sẵn. Để tôi sẽ cho các bác xem cái khoang động cơ của con này. Con này gọi là nồi đồng cối đá đó các bác, tại vì nó đâu có cái gì để hư đâu, toàn bộ trên con xe này gần như là rất là thuần cơ khí ha. Đây là động cơ 1.6 MPI phun xăng đa điểm. Tại Volkswagen Sài Gòn đây là showroom 3S nha các bác, tức là có bán hàng, có dịch vụ bán hàng. Showroom 4S luôn hả? Vâng. 4S là có một cái gì nữa ta? Này là chuẩn toàn cầu đó. 4S hả? Tại vì thông thường thấy mấy các hãng là 3S, showroom này là 4S nha. Xe thì sẽ được bảo hành là 3 năm hoặc là 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Tất cả xe là trên xe là chuẩn hay là chuẩn toàn cầu? Nếu các bác đang tìm một cái con xe cỡ nhỏ mà có một cái cảm giác lái nó tương đối tốt. Tốt là so với trong phân khúc đó nha, tức là độ nhạy chân ga nó tốt, cái cảm giác vô lăng tốt, thì các bác quan tâm đến con Volkswagen Polo này. Anh pin đóng lại giùm em. Cái mâm thì các bác nhìn thấy rất to ha, tuy nhiên kích thước của nó chỉ có 16 thôi, do là cái tạo hình của nó nhìn nó to vậy đó. Chứ mâm nó chỉ có 15 thôi, nhầm. 185, 60 rồi 15 nha. Mình cứ tưởng là mâm tầm khoảng 16 trở lên, nhưng nó chỉ có 15 thôi. Phanh đĩa nha. Gầm con này thì tôi không có thấy thông số trong cái bảng kỹ thuật, tuy nhiên mà nhìn là khá cao đấy các bác. 160 hả? Là 16cm đó các bác. Gương này có xi nhan trên gương này. Gương thì chỉnh điện nhưng mà phải gập bằng tay nha. Cái con Polo này thì được các bạn nhân viên bên Volkswagen quảng cáo là nó có cái dàn đồng rất cứng, rất chắc. Thì cái này là đúng thật. Và quảng cáo bằng cách là mở cái cửa này ra cho các bác đu lên, các bác nhún nhảy mà cái cửa không bị xệ, không nhúc nhích gì hết. Đó là cái cách quảng cáo của các bạn bên này, để cho thấy là cái dàn đồng của con này nó rất là cứng vững. Đấy, cái màu này nhìn rất là hay nha. Tất cả là phanh đĩa hết nha, trước sau là phanh đĩa hết. Đây phía sau thì có camera lùi. Camera lùi này là đại lý tặng thêm chứ nguyên zin nó không có nha. Có cảm biến lùi. Cốp mở cơ nha các bác. Con xe này thì rất là cơ khí, nó chả có cái gì là màu mè hết. Đây là dung tích cốp. Dưới này có bánh sơ cua nè. Bộ đồ nghề nằm dưới này hết. Đấy, chiều dài gần 4m. Còn con xe nhỏ,
Bây giờ vào nội thất cho các bác xem. Nội thất thì ghế bọc da nhé. Bên này thì nhựa cả thôi. Có phần này là da này. Bốn cửa có bốn cái loa, con xe này có bốn loa cho các bác. Ghế như này thì nó ngã hết cỡ rồi, tuy nhiên các bác có thể gập xuống 64 để thông với cái cốp nha. Tất cả có ba tựa đầu hết, có dây đai ba điểm hết. Đấy, nếu các bác muốn chở hàng gì đó nhiều hơn có thể gập xuống như thế này. Ủa nó không xuống được nữa hả? Đúng rồi, xuống gì thôi. Nó xuống nghiêng như thế này. Thì đấy, nếu thông với cái cốp các bác có thể chở hàng nhiều hơn. Rồi, anh đóng lên giúp em. Dạ. Dây lái toàn bộ là chỉnh cơ thôi, ghế toàn bộ cơ khí hết. Nóng này điều chỉnh độ cao của đèn. Rồi bây giờ tôi sẽ giới thiệu trong cái khoang lái của con này. Được cái là vô lăng con này sờ rất là sướng ha, bởi vì nó bọc da khá là xịn á. Những thứ khác là nhựa nhiều nhưng cái vô lăng này được bọc bằng da này, vác khá là đẹp, kiểu dáng rất là nịnh tay, sờ sướng lắm các bác. Vô lăng trợ lực điện nha. Thì một trong những cái điểm khác của con này so với những con cùng hạng á, tức là cái độ chi tiết vô lăng con này khá tốt ha. Cái này các bác lái thử sẽ cảm nhận được. Vô lăng có thể điều chỉnh được bốn hướng trợ lực điện. Đây, điều chỉnh xi nhan này nọ thì nó tích hợp luôn cái ga tự động cruise control lên đây. Đèn tự động gạt mưa, đèn chỉnh cơ, gạt mưa cũng chỉnh cơ nha, toàn bộ là cơ khí thôi. Đây là cái màn hình táp lô, dạng cơ thôi các bác. Nhưng có các cái chi tiết này nó đẹp nè. Nó tạo một cái viền kim loại, nhìn nó bao bọc lại, nhìn nó đẹp. Đây là màn hình nguyên zin nha. Có sẵn Apple CarPlay và Android Auto, thì các bác cứ cắm cáp là xài thôi. Điều hòa chỉnh cơ. Đi kèm cái động cơ 1.6 sẽ là hộp số tự động 6 cấp, có chế độ là số tay. Thì khi các bác chuyển sang chế độ thể thao đấy, thì cái bô con này nó sẽ có một cái tiếng thể thao hơn, nó lực hơn ha. Phanh tay cơ hết, ghế toàn bộ bọc da. Con này có hai túi khí nha các bác. Gương này thì không chống chói nha. Táp lô thì toàn bộ bằng nhựa cả. Có một cái điều mà các bác nên biết, đó là cái nhựa của Volkswagen thì nó rất tốt ha. Nó khác với những cái nhựa mà ở những cái hãng xe khác mà các bác đang biết. Ví dụ các hãng xe Nhật, các hãng xe Hàn á, thì nhựa không thể nào bằng con này được. Cái này là sờ các bác sẽ biết ngay. Cái độ hoàn thiện của nó rất là tốt. Sờ là mình thấy ngay à. Thì trên con Polo này kết cấu bằng nhựa rất nhiều, nhưng mà cái nhựa này nó lại có cái độ hoàn thiện rất tốt. Các bác đóng cửa thôi các bác sẽ nghe được cái tiếng đóng cửa nó rất là chắc, chắc nịch nè. Thì con xe này về cái option thì nó không có gì hết á, không có gì nhiều. Toàn bộ nó toàn là nhựa thôi và những cái trang bị nó cũng ở mức cơ bản. Nhưng mà cái cốt lõi của nó nằm ở cái động cơ, cái khung gầm, cái cảm giác lái. Thấy những thứ đấy thì các bác phải lái thử thì các bác mới biết được. Nếu các bác thích một cái con tầm hạng B mà có cảm giác khá tốt trong phân khúc thì nên quan tâm đến con này. Còn nếu các bác quan tâm đến những cái option nhiều hơn thì có thể quan tâm đến những con xe, ví dụ như MG hoặc là những xe thuộc về Hàn Quốc như là Kia hoặc là Hyundai. Đó. Thì nói đến Volkswagen là phải nói đến cái chất của cái hãng xe này. Xe Đức thì nó khác với xe Hàn lắm các bác, cũng khác với xe Nhật. Cảm giác lái hoặc là cái độ hoàn thiện mọi thứ nó khác, và cái chuẩn của châu Âu nó cũng sẽ khác những cái chuẩn của bên khu vực Đông Nam Á của mình. Đấy, tôi sẽ tóm tắt lại, con xe này có mức giá niêm yết bây giờ là 695 triệu. Các bác khuyến mãi sẽ được là 10 triệu đồng kèm theo một số quà tặng khác. Muốn lái thử thì các bác cứ alo nhé, có xe lái thử hết. Nếu như các bác có nhu cầu quan tâm đến các cái dòng xe khác của Volkswagen, ví dụ như Tiguan bên này, đấy, hoặc là những con Passat này nọ, thì bên Volkswagen Sài Gòn đều có xe để cho các bác lái thử cả. Các bác muốn trải nghiệm thì cứ alo nhé. Trải nghiệm thoải mái, xem xe lái thử vô tư nha các bác. Rồi, tôi sẽ chấm dứt video tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này.